Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của TIQ. Và mình là Tiên đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một món đó chính là hủ tiếu sườn Mỹ Tho nha mấy bạn. Wow, nghe hủ tiếu mà mấy bạn biết ở Mỹ Tho mình đặc sản nổi tiếng là hủ tiếu Mỹ Tho, mấy bạn nghe chưa? Rồi. Đó, thì bây giờ hôm nay mình sẽ chế biến, nhưng mà mình sáng mình đi chợ trễ quá, hết cho heo rồi, chỉ còn sườn thôi, nên mình sẽ nấu hủ tiếu sườn nha mấy bạn. Ok mấy bạn ơi, thì thành phần hôm nay gồm có 1,2 kg sườn, đường phèn nha mấy bạn, đường phèn, hủ tiếu, giá, cà rốt, hành phi, hành lá và ngò rí nha mấy bạn. Hẹ. Mấy bạn ơi, vì lý do kỹ thuật nồi cơm điện hư rồi, hôm nay mình sẽ nấu hủ tiếu cho cả nhà mình ăn luôn mấy bạn. Mới hư nồi cơm rồi, mẹ mình bật nút, nhét cục giấy vô chổng cho nó nhảy, cháy đít nồi đen thui. Hello chào các bạn, con cháu hôm nay Tiên Đi Quy nó nấu hủ tiếu sườn nào cô bồng tỏi cho nó cháy sườn cho thơm nha các bạn. Các bạn có thấy cô thay đổi gì không? Ăn ơi, bây giờ mình sẽ phi tỏi nha mấy bạn. Đây. Đây là lần phi tỏi thứ bao nhiêu rồi? Trời ơi, đen thui với tay. Cho dầu vô. Cho tỏi vô mấy bạn ơi, chuẩn bị. Rồi sao nữa, cho thịt vô đúng không? Đúng vậy. Rồi cho thịt vô. Không đợi nó vàng, sợ nó đen mấy bạn ơi. Vàng luôn rồi. Ú hồn chim én, hai chị em tưng luôn. Chị nhắc đầu lắc đi, lắc nồi đi. Đúng vậy, không mình quá. Lắc cái lắc nghiệm. cục thịt luôn. Nó dính cái ngắt rồi. Lắc, ừ. Có mấy cục dính cái ngắt rồi. Càng ngày càng thông minh rồi đó em trai à. Được rồi mấy bạn ơi. Hơi hậu đậu xíu. Nhưng mà ok. Rồi ok à. Rồi lắc được rồi đó. Đợi nó sôi lên cái lắc. Đó. Để trên bếp lắc luôn. Vô. Mua lửa gì vậy? Quá trời nó văng mấy bạn ơi, phỏng rồi nè. Nè, người ta để đây người ta đảo lên cũng được nữa. Cái này đâu có da đâu cháu. Đâu có da đâu, đâu có ấy đâu, sợ. Sao ngu dữ vậy ta? Em thông minh lắm mà. Tới giờ mình thông minh cái bắt đầu cái ngu nó bắt đầu nó lòi ra. Ngộ, trong cái thông minh nó vẫn có xen kẽ cái ngu chứ không được thông minh nữa rồi. Thông minh vừa thôi. Mấy bạn ơi, sườn của mình săn rồi, bây giờ mình sẽ chế nước vô đang làm nước lèo hủ tiếu nha mấy bạn. Quá xả đã. Quá trời, cái nồi nó nặng mấy bạn ơi. Mình mới vừa phát hiện một bay rồng rồng đó mấy bạn ơi. Kìa góc này nè. Đó, mấy bạn có biết đây là gì không? Con nhái. Lúc này nè. Thấy rồi. Thấy không? Mới đẻ mấy ngày à. Mới đẻ. Ờ, bây giờ cá lớn rồi nha. Nói rồi, ngày hôm qua kêu cha, không cha không chịu ra. Đó mấy bạn, ở dưới đó đó có chắc cả ngàn con cá nhỏ luôn á. Con nhái nhìn ngáo ngáo sao. Vậy sao được. Qua góc bên này câu qua nè. Trời nó xanh đẹp ghê. Đang nấu mà nó đi câu cá rồi cô. Nãy nó cũng nêm rồi mà cô nêm sơ lại. Muỗng bột ngọt, muỗng muối, muỗng bột nêm. Rồi hai cục đường phèn. Không. Nấu đường phèn công nhận cái nước nó trong thiệt luôn. Có thịt sườn rồi, tha cho con cá đi. Hả? Có thịt sườn rồi, tha cho con cá đi. Cha về hay gì kìa. Chứ gì nữa, sao xe cha ban ngày cũng cháy đèn vậy ta? Không. Kìa. Cha kêu cha mua dịch. Cha về tới kìa. Về không? Thấy cha mình đi che gơ mới làm thanh thanh. Tiên đam mê câu cá quá mọi người. Bây giờ mình sẽ làm cho Tiên nha. Mình sẽ vắt hủ tiếu cho Tiên nha. Vắt một vắt hủ tiếu này ăn là xỉn luôn nè mọi người. Giống kiểu như vậy nè. Kiểu một vắt vậy nè. Ăn là dám có thể xỉn luôn á. Vậy được không mẹ? Bữa hơn chút. Ba người ba dắt.
cha nữa là 4 người là 4 dắt. Tiên nó mê câu rồi, cô bỏ củ cải vô giùm nó nha các bạn. Ngày nào cha mình cũng khen mẹ mình đẹp hết các bạn ơi. Bỏ hành vô nữa là xong nha các bạn, chuẩn bị ăn thôi. Hello, chào các bạn, mình là Phú Phú nè. Và anh đi rẻ mà mình đi xuống ăn hủ tiếu. Giờ mình đang nằm đây làm gì đây? Đang nằm đây nằm giỡn đợi. Đợi hủ tiếu hả? Đợi hủ tiếu. Vô ăn nè. Đi, vô. Nghe vô. Xong rồi. Vô vô. Xong rồi vô ăn nè. Nằm đi xuống không? Mấy bạn ơi, đây là cái nồi nước sôi rồi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ trụng giá với hẹ trước nha. Phú lấy cái giò ra thổng nè. Có bé Phú mới xuống nữa nha mấy bạn. Đây. Trụng sơ cho nó chín. Đó. Tiếu. Ngượng cục vậy hả? Đúng vậy. Trời ơi. Trời ơi. Úp xì lâu, ông bê lắp. Trụng Phú ít ít thôi, đừng trụng Phú nhiều. Wow, nhúng nhúng vô chưa, cái này mẹ. Chưa hả? Ừ. Để cho nó nằm chống giá luôn đi. Tại nước hết quá, hết nước rồi. Đó vô nước nhẹ. Đó. Nấu hủ tiếu ăn liền luôn. Tô mini hả? Tô mini nha. Ok. Có chanh, có ớt, đồ ngon quá trời. Phú thôi, Phú sẽ ăn chanh, ăn chanh vô. Bà chảy rồi. Tại là Phú khoái ăn chanh với ớt. Ớt nha. Chanh ớt á, cay cay ngon. Phải hủ tiếu. Hủ tiếu là phải vậy mới ngon. Đúng rồi. Xấu luôn. Đừng nha, văng vô đồ nóng. Trụng mày luôn giờ. Cái cay nồi đó. Vô ảnh này chết luôn á. Ủa, đủ tôm chưa? Trời được. Phải kìa, anh điên từ từ nhỏ, đâm mê kìa. Cái gì? Từ từ nhỏ. Giờ kìa không? Kìa. Điên nữa. Kìa. Trời ơi, cái thằng già đó. Quê cục. Hí sao là hí sao? Hi sao hi sao? Chụp hình gửi về anh Phú coi nè. Chết, về anh Phú là ai? Phương Anh hả? Không về đâu. Phương Anh hay Mỹ Dung? Không có. Hùng ơi, Hùng. À, Hùng giả bộ Hùng, Hùng, Hùng đi. Hùng sao? Ôi. Đôi môi này ăn cơm với cá đã bao giờ được thơm má ai đâu. Ghê quá. Mấy bạn ơi, mình đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ khui ra cho mấy bạn. Chân mày của cô Tư y như là chân mày của búp bê vậy. Mẹ giao nè. Thiệt luôn hả? Cứa cổ, nó khịa quá. Búp bê hả? Búp bê gì? Búp bê Annabelle. Rồi nè, nè uống vô. Chắc chết quá. Nó nhiều quá trời, nó nhiều. Chân mày của cô y chang như búp bê vậy. Cô đẹp quá không? Cô đẹp không Phú? Phú, cô làm chân mày đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. Đây đây là dạ? Phú giống vậy luôn. Mốt làm cho mày giống vậy luôn nha. Phú đâu có gái đâu. Trời ơi, Phú nó uống cái ly hết hồn luôn ông nội ơi. Mình đã làm xong tất cả rồi mấy bạn ơi. Mình mời mấy bạn hưởng thức chung với mình nha. Ok, ăn thôi. Chị. Chào các bạn, các con cháu, hôm nay Tiên Quy Côn nó làm cái món
hủ tiếu, sườn nấu hủ tiếu rồi nè. Xong mời các bạn con cháu thưởng thức với gia đình cô luôn nha. Quá trời bé Phú nhồi mấy bạn ơi, lâu quá gặp lại mấy bạn cái kiểu mà gạo rực á. Nhìn nhồi nhìn dội. Nè gạo rực mời các bạn đi. Mời hello. Các bạn ăn nha. Hello các bạn chưa? Rồi. Hồi nào? Nãy nằm võng rồi. Ghê vậy. Hello lúc đang nằm phòng chờ. Đang đợi hủ tiếu. Cho con cái tô nhỏ nhất đi. Tô nào đâu nhỏ? Tô nào cũng vậy á, tô đó nhỏ nhất á. Ăn đi còn nhiều hiện lát của phụ. Con ăn tô. Ok, bây giờ thì mời mấy bạn hưởng thức chung với gia đình mình nha. Ok, ăn đi, nấu hoài. Những canh chua con không ăn, con chết. Con ăn vỏ nặng 3 trái chanh. Rồi, giờ vợ này ăn hủ tiếu nặng mấy trái, chục trái không? Trái gì, ăn chua là làm biến á nha. Làm mốt chanh giấy á. Chanh giấy. Bắt cỡ đỏ mặt rồi mấy bạn ơi. Ớt không, ớt không, ớt không. Hả? Ăn cho trong phanh ớt. Nước lèo vừa dưới ta. Ngon nha, ngon nha. Rồi, được số 1 nha mẹ. Rồi, rồi. Rồi trộn đều lên. Ok. 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 Cho tháo mồi ra cho tôi. Ok cho mẹ. Ok là ok. 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 Biết câu đó của ai không? Chị okay. Mày đó. Chị hai con á. Chị hai là ok là ok. Ok là ok. Mời các bạn con cháu nhà thưởng thức cái món hủ tiếu sườn. Ngon luôn. Đổi bạn vô ngon ghê luôn mấy bạn, sáng giờ có ăn gì đâu. Chưa có ăn gì luôn. Ờ hai tô cơm. Hai tô cơm mà vô ăn vậy nha. Vô. Vô. Ngon quá. Vô cục thịt nè ơi. Đâu hết rồi. Nè Phú đâu rồi, vô cục thịt ơi, gắp cục thịt lên. Nhìn ăn vô. 2, 3 vô. Đừng uống nước no. Uống nước là no không ăn được luôn. Vô. Thịt đâu? 2, 3 vô. 2, 3 ăn. Mà mấy bạn nha. Nó ăn rồi. Khỏi đợi nó, khỏi đợi để nó. Để cái ly của mẹ xích lên nhiễu nhiễu bánh chanh vô. Rồi ngon dữ quá. Ngon không? Ngon mà. Chua chua. Phú ngon không? Ngon. Chua chua. Cay cay. Trời quá ngon chanh mà. Có nước mắm cay nè Phú. Ba cháy. Nhâm nhâm nhâm. Rồi, ngon. Ăn lòng tiếng vô nè. Mà bút 30 giây mấy bạn tin không? Tẻm quá cho tôi luôn. Không, không. Không ta. Thích cà khịa. Ăn đi. Dạ ông tiên mẹ. Sợ cà khịa xong cái sợ khiều khiều nữa gì á. Nó bút trứng cút rồi nha mày, nha mày. Làm tô cho cha. Nó còn bút trứng cút đó cái mẹ. Cái cộng hủ tiếu này ăn ngon ghê luôn á. Đó giờ con không thích ăn hủ tiếu mình hồi nãy. Mày sợ thì nó bự hơn vậy kia. Đúng rồi, nãy trụng thử ăn ngon ghê luôn á. Dẻo nữa. Ừ. Công nhận. Ngon lắm. Ừ. Không mà nó dai dai nữa. Mà nó ngon hơn là ăn hủ tiếu ở ngoài tiệm nha. Dạ. Đúng không Tiền? Bình thường hủ tiếu ngoài tiệm nó mỏng mà nó bở rượu. Dạ đúng. Chị ba nói gì cũng đúng cả. Rồi, bây giờ mình phải lo ăn thôi, ai nói gì mình đúng đi, ngon quá à. Nhâm 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 nhâm, đổ mồ hôi ướt chân mày rồi, nhâm 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 nhâm. Ướt áo, áo hồi. Mày quên vô đừng ăn ớt. Ăn ớt đã đang khử môi mà ăn ớt cho vô. Trời ơi, mẹ mấy bạn thấy hôm nay mẹ mình có gì đặc biệt? Cúp bê chào mì ao. Búp đây. Búp bê này là xinh đẹp. Đây, cặp lông mày là của Trung Long Triệu Hổ. Và cái môi là của anh Trung Du Diệm. Mày nói quảng cáo bậy bạ mày. Mẹ mình đã thay đổi rồi nha mấy bạn. Không còn là cô Tư Môi Chì nữa rồi. Rồi cô Chim Môi Son à. Bây giờ là cô Tư Trung Du Diệm. Mình muốn nói gì mà. Mắc giận ghê. Nhâm nhâm nhâm. Đũa đâu gắp đây. Đũa hả em? Đũa em cầm ăn mà. Vô vô mấy bạn ơi. Sao vậy? Ngon không? Không. Quá ngon. Sao không ngon? Ngon. Không ngon hả? Mày dám nói gió mày đâu, không ngon mày. Thôi. Ăn hết cái tô cái gì mới được về tao à. Tôi mới làm thêm tô tôi ăn nữa. Đấy, nãy ăn trước tô rồi. Nãy tôi ăn tô rồi đó. Ngon quá tôi phải ăn thêm tô nữa đó mọi người. Quá đã. Nãy ăn cục thịt sườn, giờ ăn cục thịt sườn nữa là 2 cục. Nhâm. Đổ mồ hôi. Mi uống hết cái ly nước rồi là mi nó mi khỏi ăn luôn. Quá ngon. Ăn đêm lát cô cố bột cho. Cô cố bột cho hả?
cái mỏ của cô sưng rồi quá trời luôn. Mỏ cô sưng rồi. Mỏ cô sưng rồi cô ơi. Ngon quá xá là ngon. Dữ dằn. Cô biết công chúa Bạch Tuyết không? Cô cái đó ăn ai? Công chúa Bạch Tuyết. Nhân vật trong truyện cổ tích á. Xuyên đó dành cho con gái cậu. Cô coi cái gì? Cái mỏ của cô giống như cái mỏ của công chúa. Cô coi phim gì? Cô coi phim gì? Siêu nhân. Coi siêu nhân gì? Siêu nhân rau. Gì nữa? Siêu nhân hải tạc. Siêu nhân cuồng phong. Đúng rồi. Rồi siêu nhân thái không thấp ghét á. Siêu nhân nữa. Phải rồi. Còn siêu nhân gì? Điện quang. Nó coi điện quang không? Có coi siêu nhân phép thuật không? Có. Nhắc về siêu nhân là tôi chùm. Tôi coi đường đỏ đó lớn luôn. Phép thuật Win. Biết anh. Phép thuật Win đâu BD rồi nha. Siêu nhân quá thật có. Ôi ơi, bây giờ mình đã quất xong cái tô của mình mấy bạn. Lẹ không? 1 phút 30 giây. Còn cục thịt nữa là xong. Đó, tém tém mấy cái này nha. Hành lá rồi nè, ăn cho nó thơm. Cô Tư đã xong, tót mồ hôi hộp rồi kìa. Tót mồ hôi chân mày luôn. Quên, mời các bạn con cháu uống ly ăn nước với cô từ nha. Từ thôi. Nhâm 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 nhâm. Nè, tiên trong rồi nè. Cho ổng, cho ổng tượng bự quá, ổng ngộp nhơi. Còn cục thịt nè mấy bạn, dứt cục thịt. Đây cú bồ nha. Cú bồ cô. Rồi. Dùng rồi cú bồ. Nước ngon quá. Nước lèo ngon quá. Thơm mà hôi hộp luôn. Ngọt từ thịt mà. Rồi ăn chua. Mà thơm từ xương. Chấm nước mắm nè mấy bạn. Rồi ăn nhiều rồi. Nhiều à. Dứt. Quá đó. Hấp miếng nước luôn. Có một sự chia sẻ nhẹ ở đây. Cô đang cú bồ. Có một sự chia sẻ nhẹ ở đây. Bồ luôn rồi. Anh bạn nhỏ đã bỏ cuộc. Cơm nhỏ mới rồi. Mới ăn gần nửa tô. Cơm nhỏ rồi. Mới ăn gần nửa tô. Mình mới ăn gần nửa tô. Dở phong cách chứ. Mình mới ăn. Rồi, mình mới uống hết ly nước thì ta tin nha. Cô nôn. Thằng này chia sẻ hủ tiếu còn ăn chia sẻ nước. Xin chém đi nước hả nước mấy bạn ơi. Cô nôn. Uống nước không. Trời ơi hả trời, hai anh em đi chen. Chuẩn bị tới bên này nữa nè, gáy. Ok nè. Mấy bạn ơi, nếu các bạn thấy cái món này hay và hữu vậy, đừng quên để lại cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mấy bạn. Nói thiệt thì cái món này là hủ tiếu, gọi là hủ tiếu Mỹ Tho, ăn rất là ngon luôn. Do gia vị là mình tự nấu với, ví dụ mà lạc là tùy theo gia vị mỗi người thêm miếng nước mắm hay là sao đó. Đúng không mẹ? Các bạn nhớ ủng hộ cho mấy mẹ con cô nha. Các bạn yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Nè mấy bạn coi nè, ăn hết đồ đó thì mới được đứng lên tao rồi, không có phải bye bye rồi không đó. Trời ơi.